lấy xuống giùm anh đi. Lấy xuống giùm anh. Anh để một cái nhôm nữa. Đây là cái nhôm em con nè. Cái này là nhôm ha. À, nhôm. Đặc biệt là 500 thì nhôm nó không hút. Em cứ để vô giữa thì giữa như đó. Trời. Anh cứ lắc nè. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Và hôm nay thì Bùi Hồ có mặt tại một cái khu du lịch khá là tâm linh và gồng gợn. Đó là khu du lịch Quỷ Núi. Và hôm nay thì đến đây thì Bùi Hồ cũng mời cô bác quý anh chị cùng gặp một quái nhân có thể cân các dòng điện ở trong cái khu vực này ha. Có nghĩa là điện qua người của chú thì không bao giờ bị điện giật, và chú có một cái khả năng gọi là hút tất cả các vật kim loại. Cũng chặng đường khá là xa xôi rồi, hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị một cái địa điểm này ha. Hôm nay thì đến đây trong cái khu vực này đó thì mình có mua một cái vé tham quan ở Quỷ Núi, đó là 100.000 đồng một người. Hình ảnh ở trên đây cô bác quý anh chị như tất cả các bạn thấy cũng khá là kỳ vĩ đúng không? Đây là một trong những cái địa điểm du lịch mà nhân tạo mang một cái hơi hướng tâm linh ở khu vực núi rừng. Chào em. Dạ rồi, chào anh. Em chào anh ạ. Đúng bên này hả? Ôi ôi. Cái này là gì ạ? À, dạ đây là một anh nghệ sĩ, anh này chuyên ngồi đây để hát những cái dòng nhạc opera. Và anh này có một cái chất giọng rất là khỏe luôn. Có thể nói là anh dùng cái lời của anh, hơi của anh rất là này không biết mệt. Anh không cần một cái sự hỗ trợ nào hết. Giống như em thì em phải cần lo. Nhưng anh này là anh hát chay vì cái giọng của anh đã khỏe lắm rồi. Và cứ khách vào thì anh sẽ ngồi hát và tặng cho khách những cái món quà này nhé. Món quà tinh thần thôi. Anh này là dân tộc Kinh hả? Dạ vâng, dân tộc Kinh anh ạ. Nhưng mà được cái trời Phú là có cái chất giọng rất là khỏe. Anh là một trong những cái người cũng khá là lạ ha. Dạ. Mặt biển năm xưa này đâu. Em làm đây chút xíu. Cánh xa còn đây, tông mây nào bay. Phố vắng thênh thang mưa rơi. Hương mưa nào nguôi, tình đã phai rồi. Tình yêu như mây khói. Anh này hát giữa núi rừng nhưng cái giọng của anh rất khỏe, và anh có thể hát từ sáng đến chiều không mệt luôn rồi. Tình yêu như dòng tố qua phố điều hiền. Khu du lịch Quỷ Núi thì được triển khai là rất là lâu, hơn cả thập niên mới hoàn thành một khu du lịch như thế này. Và ở đây thì được quy hoạch theo đồ án là mê lộ ma trận và thiết kế treo núi có chất hoàn toàn tự do. Và trước mặt anh chị đây là hồ cá nước lặng. Độc tính của loài cá này thì rất là thú vị. Khi anh chị bỏ đó một hồ thì cũng không sao cả. Nhưng khi vô tình cái nguồn nước này bị mất đi khoảng 10 đến 15 phút thôi thì lập tức cá đây sẽ nhận định hết tại loài cá này. Sống chủ yếu dựa vào nguồn nước cũng như là nguồn oxy là chủ yếu. Cá này cá gì em? Khi đưa vào khu du lịch thì bên khu du lịch đặt tên là cá nước lạnh. Tại vì chúng chỉ sống trong môi trường nước lạnh thôi. Cái con suối này là nhân tạo? Dạ, con suối này thì bên em phải lấy nước từ trên thượng nguồn về đây. Dẫn nước về. Như vậy. Dạ. Còn đây là nơi bảo tồn những cái hồ ké nước lạnh, nhưng mà đây thì đặc biệt có những cái con cá rất là lớn. Xếp thì có thể thấy được nhà con với chiều dài từ 10 đến 15 kg và cân nặng từ 10 đến 15 kg và chiều dài có thể từ 1 mét đến 1 mét rưỡi. Nằm ở dưới cầu rất là nhiều. Ôi, có con cá kia kìa. Cái khu du lịch này cũng khá là lớn nên bạn này phải hướng dẫn mình đi. Tại vì ở đây là quy hoạch theo đồ án mê lộ anh. Mà nếu mà anh không đi theo sự hướng dẫn của Thích Minh Viên á, thì chắc chắn anh sẽ bị lạc. Mà lạc ở đây thì kiếm đường rất là khó nhé. Tại vì nó không thể là một đường thẳng song song đâu. Nó là quy hoạch theo đồ án là mê lộ, nhưng người ta hay nói là mê cung á. Cho nên phần lớn du khách vào đây em sẽ hướng dẫn cho khách tham quan cho đầy đủ và chi tiết hơn. Một cái ý tưởng lấy từ ma quỷ của núi rừng. Dạ thưa anh, ý tưởng là lấy từ con quỷ Hiền Lương. Một cái con quỷ mà cái câu chuyện điện tích đầu phía đầu á. Phía đầu cái bộ phận là mình đã nghe rồi đó. Nói về con quỷ Hiền Lương. Và chính cái con quỷ này đã xả thân cứu cô Sơn Nữ thoát chết trước cái bầy thú dữ. Con quỷ này cứu cô Sơn Nữ ha? Dạ vâng.
Tại lúc đó thì bày tổ chức tấn công về phía đôi vợ chồng đó, và đặc biệt là cô sinh lực đang mang bầu. Thì lúc này công việc đã xuất hiện và cứu cô sinh lực thoát chết đi ạ. Dạ thưa anh, thì bên em triển khai hôn nửa thập niên thì tầm hơn 6 năm á. Sáu năm, sáu năm, hơn nửa thập niên. Thì bên em vẫn đang hoàn thành một cái nhiệm vụ. Và đây là hồ cá Ba Tầng. Ở phía bên trên thì như anh thấy rất nhiều cá coi và cá chép sống. Nhưng tầng giữa thôi là nơi nuôi những cái con cá truyền thống như là cá trê và cá lăng. Phía bên dưới là nơi nuôi những cái con cá lớn hơn, với chiều dài có thể là lên 1 mét và cân nặng khoảng trên 10 kg đấy ạ. Và bây giờ hồi nãy anh có hỏi em là người sắc ở đâu thì xin được giới thiệu với anh. Đây là diễn viên người sắc, tên anh ấy là Huỳnh Văn Khải. Rồi xin mời anh đến lại gần ha. Anh sẽ tâm sự với anh một chút xíu. Dạ rồi, xin mời anh. Ôi, em chào anh. Chào. Dạ, em ở miền Tây. Anh cứ ngồi đi. Hôm trước thì em có biết được một cái thông tin là mình ở tỉnh Lâm Đồng, mình có một cái khả năng là hút tất cả các vật bằng kim loại và có thể là chạm vào cái vòng điện, nhưng mà mình không sao đúng không? Anh tên Khải. Anh năm nay là bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi rồi? 58. Kêu bằng chú luôn cho anh, thấy rất trẻ. Anh là người dân tộc Kinh hay sao? Kinh. Lúc trước nhà anh thì ở gần đây không? Ở trong Lâm Sơn, Lâm Hà, mà bây giờ trong đó thì không còn ở đó nữa. Bây giờ về đây ở. Còn nói chung ở trong đó là chỉ còn hộ khẩu thôi. Dạ. Bây giờ ra một thời gian rồi, mới làm mấy tháng rồi. Mới đi biểu diễn ở đây mấy tháng thôi. Là mình sống theo cái khu du lịch này. Khách tặng tiền thì mình sống hay là khu du lịch trả lương? Khu du lịch trả lương. Là anh cứ tối ngày ở đây thôi. Đó là sau mình đi từ đây về đó tới 7 mấy cây. 7 mấy cây. Ồ, xa dữ ha. Anh có vợ con không? Có. Đây là một cái mình gọi là một cái quái nhân đó mọi người. Tại vì anh có một cái khả năng rất là kỳ lạ, đó là hút tất cả các vật bằng 500 lên cơ thể, bằng kim loại lên cơ thể mình. Cơ thể anh chẳng khác nào là một 500 mà. Anh phát hiện được cái tài năng của mình lâu chưa anh Khải? 2007. Vì sao cái cơ duyên nào mình phát hiện được cái tài năng của mình? Vì có những cái nó cũng hơi khác là rồi. Nó hành cho mình cảm lạnh rồi đau đầu nè, thì tức là đâu bàn tay mình lạnh nước đá rồi. Bây giờ thì thấy bình thường cái màu nó vẫn lạnh. Nhưng mà nó nhíu là nó không có, nó nhíu lại như bị ngâm nước lạnh vậy đó. Dạ. Bây giờ em đụng vô bàn tay được không? Không sao, đụng không sao. Tại vì sợ có dòng điện chạy qua. Không, cái dòng điện này nó bây giờ nói thẳng là cũng chưa có một cái nghiên cứu nào để cho nó tìm hiểu là được. Tại nguồn điện này là rất trở, rất cao. Nhưng mà nó rất mát, rất trong cơ thể chứ không đến nỗi gì. Cho nên nó không có giật, không có hại ai hết. Ở trong người anh có một cái dòng điện đúng không? Nhưng mà có nghĩa rờ chứ không sao. Nhưng mà nó trả lại được dòng điện. Cái bút điện á, nó thử là nó tắt. Cái bút điện thử nó sáng. Sáng nhưng mà mình, đúng như sáng nhưng mà mình, khi mình chạm lại, chạm cái đầu bút điện lại mình sẽ tắt ngay. Nó trở mà. Bình thường là đụng vô điện là nó giật chết đi chứ. Cho em xem ha. Đây là anh Khải mọi người. Mà mình đến chính mình, khi mà mình muốn hít vô một vật gì là mình để mình ngồi trước đã. Tại mình lấy thăng bằng á. Ngồi mấy tiếng ngồi luôn á chứ. Trời ơi. Nó rớt nào chương trình người bí ẩn. Nếu anh mà còn ít cái chương trình đó thì mình có thể ngồi sự kiện em nhé.
ở trên đó thì mình có tiết mục của chị Nhung rất là nhiều, như một mình mà anh có thể giúp được cái bàn các bạn nội luôn. Anh đang dẫn công thôi. Vâng, chung thì anh dùng cái lịch của mình để giúp một cái vật kinh lộng. Lắp dẫn công lớp kìa. Dạ đúng rồi, tại vì con người anh có một cái lịch hết mà. Trong vợ anh em mình khác hết, hay là người bị ẩm. Còn như chị anh em mình thì chắc là có việc là hay gì? Và anh này là mình gốc là Lâm Hà. À Lâm Hà. Em đụng vô được không anh Khải? Dạ được cái này. Cứ đụng vô đi, mình đụng vô mình lấy ra thử là biết. Mình lấy mình chéo lên. À có một cái lực hút mọi người, ôi như một cái 500 á. Trời ơi nó gỡ ra như một cái 500 á, mặc dù cái lực hút nó không nhiều lắm. Ôi hay quá đó, mình để lên. Trời ơi lần đầu gặp luôn á. Hình như gần xương sống là nó nhiều nhất, còn bên đây thì nhẹ hơn nè. Đó là mọi người coi kỹ nha, nó giống như một cái 500. Bây giờ mình để xuống lại một cây trên người anh nè. Đó, giống như một cái 500 ạ. Mọi người thấy không? Thôi thôi. Rất là kỳ lạ. Ôi, quá hay. Cảm ơn anh Khải nhiều ha. Dạ, vâng, cho anh một tràng quá ta. Dạ. Bây giờ tiếp cho tiếp một người. Cho tiếp nữa. Cho tiếp một kinh nhôm. Bây giờ lấy xuống giùm anh đi. Lấy xuống giùm anh. Anh để một kinh nhôm nữa. Cái này là kinh nhôm. Em coi nè. Cái này là nhôm ha. À, nhôm. Đặc biệt là 500 thì nhôm nó không hút. Em cứ để vô giữa thì giữa như đó. Trời. Anh cứ lắc nè. Đó. Anh thẳng lưng lên luôn đó. Đó mọi người thấy không? Đó. Lạ kỳ trời. Ghê thiệt. Quá quá giỏi. Đúng là anh ở trong khu vực này hay. Rồi cảm ơn anh Khải nhiều ha. Rồi hôm nay em gửi anh. Dạ. Dạ rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều ha.